Chào các em học sinh đã đến với môn ngữ văn lớp 8. Tiết trước các em đã học bài câu nghi vấn. Vậy em hãy vận dụng kiến thức của bài câu nghi vấn làm cho câu bài tập sau. Bài tập xác định câu nghi vấn. Câu 1. Hoan ơi, thời Ôn Liệt nay còn đâu? Câu 2. Hỡi ơi lão Hạc. Câu 3. Thằng bé kia, mày có việc gì? Câu 4. Đi thôi con. Dựa vào đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn thì em dễ dàng nhận diện được hai câu nghi vấn trong bài tập. Câu thứ nhất đó là thời Ôn Liệt nay còn đâu. Câu nghi vấn này không dùng để hỏi mà dùng để bộc lộ cảm xúc. Câu nghi vấn thứ hai đó là câu thằng bé kia mày có việc gì. Câu nghi vấn này không là dùng để hỏi. Vậy các câu còn lại, Hàng ơi, hỡi ơi lão Hạc, đi thôi con. Xét về mục đích nói thì các câu này là thuộc kiểu câu gì? Thì tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu. Em lấy vở đây chúng ta ghi bài. Câu cầu khiến, câu cảm thán. Trước tiên chúng ta tìm hiểu đơn vị kiến thức thứ nhất, đặc điểm hình thức và chức năng câu cầu khiến. Trước tiên chúng ta xét ví dụ sách giáo khoa trang 30. Ví dụ này ôn về hệ thống lên bảng. Các em quan sát và chú ý lắng nghe cô đọc. Ví dụ A. Ông lão chào con cá và nói: Mụ vợ tôi lại nổi cơn điên rồi. Nó không muốn làm bà nhất phẩm phu nhân nữa. Nó muốn làm nữ hoàng. Con cá trả lời: Thôi đừng lo lắng, cứ về đi, trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng. Trích ông lão đánh cá và con cá vàng. Ví dụ B. Tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi từ ngồi đi vào. Mẹ vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng dắt tay em Thủy. Đi thôi con. Tiếng khánh hồi cuộc chia tay của những con búp bê. Nhiệm vụ của các em là quan sát lại ví dụ và xác định trong hai ví dụ trên đâu là câu cầu khiến. Đặc điểm hình thức chức năng nào để các em nhận diện các câu đó là câu cầu khiến. Dựa vào kiến thức ở bậc tiểu học thì các em dễ dàng nhận diện trong hai ví dụ có các câu cầu khiến như sau. Trong ví dụ A, chúng ta có hai câu cầu khiến. Câu thứ nhất đó là câu thôi đừng lo lắng. Câu thứ hai là cứ về đi. Câu thứ ba trong ví dụ B đó là đi thôi con. Vậy đặc điểm hình thức mà các em dễ nhận diện đó là câu cầu khiến, đó là vì trong mỗi câu đều có từ cầu khiến. Trong câu A, câu đầu tiên, thôi đừng lo lắng, từ cầu khiến đó là từ thôi và từ đừng. Câu thứ hai, cứ về đi, thì từ cầu khiến đó là từ đi. Trong ví dụ B, thì từ cầu khiến đó là từ thôi. Về hình thức thì câu cầu khiến là ở trong trường hợp này đã là kết thúc bằng dấu chấm. Về chức năng của câu cầu khiến dùng để làm gì? Thì thông thường chức năng của câu cầu khiến như sau. Trong câu A, thôi đừng lo lắng thì chức năng của câu cầu khiến là dùng để khuyên bảo. Câu cứ về đi là dùng để yêu cầu. Đi thôi con là dùng để yêu cầu. Các em có thể đi bài. Các em tiếp tục tìm hiểu ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai cô cũng đã hệ thống lên bảng. Các em quan sát và chú ý lắng nghe cô đọc. Ví dụ A. Anh làm gì đấy? Mở cửa, hôm nay trời nắng quá. Ví dụ B, đang ngồi viết thư, tôi vẫn nghe tiếng ai đó vọng vào, mở cửa. Nhiệm vụ của các em là trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cách đọc câu mở cửa trong B có khác gì với cách đọc câu mở cửa trong A không? Câu mở cửa trong B dùng để làm gì khác với câu mở cửa trong A ở chỗ nào?
Các em đã đọc trong vòng 1 phút trả lời. Các em chú ý, trong ví dụ A và B đều có câu mở cửa, nhưng về hình thức và chức năng của từng câu đều khác nhau và giọng đọc cũng khác nhau. Câu 2A mở cửa là câu trần thuật, dùng để trả lời câu hỏi nên giọng đọc nhẹ hơn câu 2B. Còn câu 2B mở cửa là câu cầu khiến, dùng để đề nghị ra lệnh, giọng đọc nhấn mạnh hơn câu 2A. Như vậy thì chúng ta còn phải lưu ý, đối với câu cầu khiến thông thường là kết thúc bằng dấu chấm than, và trong trường hợp đó là dùng để nhấn mạnh, yêu cầu, đề nghị hoặc là ra lệnh. Còn đối với những câu cầu khiến không dùng để nhấn mạnh thì kết thúc câu bằng dấu chấm. Bài. Từ việc phân tích ví dụ 1, ví dụ 2, em đã nắm được đặc điểm và hình thức chức năng của câu cầu khiến. Vậy câu cầu khiến là gì? Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, vân vân, hay ngữ điệu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. Khi viết thì câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. Và đó cũng là ghi nhớ sách giáo khoa trang 31. Tiếp tục cô hướng dẫn các em tìm hiểu đến kiến thức thứ hai, đặc điểm hình thức và chức năng câu cảm thán. Đơn vị kiến thức này nằm ở sách giáo khoa trang 43. Đọc sách giáo khoa trang 43. Trước tiên chúng ta cũng tìm hiểu ví dụ trong sách giáo khoa. Em quan sát trong sách, lắng nghe cô đọc. Ví dụ A, hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như tới ấy, một người đã khóc vì chót lừa một con chó. Một người đã nhịn ăn để tiền làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót bên tư để có ăn ư. Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày thêm một đáng buồn. Nam Cao, lão Hạc. Ví dụ B, nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm gian sang ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gọi, tiếng chim ca góc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên láng máu sâu rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Than ôi, thời ôn liệt nay còn đâu. Thế Lữ, Nhớ Rừng. Thì trong những đoạn trích ở trên thì câu nào là câu cảm thán? Dựa vào kiến thức ở bậc tiểu học em đã học thì các em cũng dễ dàng nhận diện trong hai ví dụ A và B có các câu cảm thán sau. Trong ví dụ A có câu cảm thán đó là hỡi ơi lão Hạc. Trong ví dụ B, câu cảm thán đó là than ôi. Vậy đặc điểm hình thức nào để nhận diện các câu đó là câu cảm thán? Thì các em chú ý. Về đặc điểm hình thức thì trong mỗi câu phải có từ cảm thán. Ví dụ như trong ví dụ A thì từ cảm thán là từ hỡi ơi. Ví dụ B là từ ôi hoặc là cả than ôi. Thứ hai là kết thúc câu cảm thán bằng dấu chấm than. Về chức năng là câu cảm thán là dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói và người viết. Trong câu A là bộc lộ cảm xúc của ông giáo đối với lão Hạc. Trong câu B là bộc lộ cảm xúc của con hổ khi nhớ vào rừng. Em đi bài. Vậy qua phân tích ví dụ, các em cũng đã nắm được đặc điểm hình thức chức năng của câu cảm thán. Vậy câu cảm thán là gì? Câu cảm thán là câu có những từ cảm thán như ôi, than ôi, hỡi ơi, gieo ơi, ôi, trời ơi, thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết, xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày. Trong ngôn ngữ văn chương, khi viết thì câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than.
Và đó cũng là ghi nhớ sách giáo khoa trang 44. Em ghi nhớ sách giáo khoa trang 44. Như vậy các em đã tìm hiểu được hai đơn vị kiến thức ở hai bài. Vận dụng hai kiến thức chúng ta vừa học, em giải quyết cho cô các bài tập trong sách giáo khoa. Các em đi vào phần 3 lên mã luyện tập. Em lật lại sách giáo khoa trang 10. Cô hướng dẫn các em làm bài tập số 1 sách giáo khoa trang 31. Cô đọc yêu cầu bài tập. Viết các câu sau và trả lời câu hỏi. Câu A, hãy lấy gạo mà làm lễ tiên vương, bánh chân, bánh giày. Ví dụ B, ông giáo hút thuốc đi, nam cao, lão hạt. Câu C, nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão miệng có sống được không. Chân, tay, tai, mắt, miệng. Yêu cầu của bài tập này là đặc điểm hình thức nào cho biết những câu trên là câu cầu khiến. Như vậy ở đơn vị kiến thức thứ nhất, cô cũng đã hướng dẫn cho các em tìm hiểu đặc điểm và hình thức chức năng của câu cầu khiến, dựa vào đơn vị kiến thức đó để giải quyết bài tập này. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cả ba câu đều là câu cầu khiến, là vì nhất về mặt hình thức trong mỗi câu đều có từ cầu khiến. Trong câu A, từ cầu khiến là từ hãy. Trong câu B, từ cầu khiến đó là từ đi. Trong câu C, từ cầu khiến đó là từ đừng. Về chức năng của các câu này là dùng để nhắc. Chúng ta thấy ở câu A, hãy lấy gạo mà làm lễ tiên vương là dùng để khuyên bảo. Trong câu B, chức năng của câu này đó là dùng để yêu cầu. Trong câu C, chức năng là dùng để yêu cầu. Dựa vào hai đặc điểm và hình thức chức năng ấy, chúng ta có thể kết luận các câu này đều là câu cầu khiến. Cô đã hướng dẫn với em xong bài tập số 1, em làm tự làm lại trong vở của mình. Tiếp tục, cô hướng dẫn các em bài tập số 1 sách giáo khoa trang 44. Yêu cầu bài tập như sau. Hãy cho biết các câu trong đoạn trích sau có phải là câu cảm thán không? Câu A, theo ôi sức người khó lòng địch nổi với sức trời, thế đê không sao cự lại được thế nước, lo thay nguy thay, khúc đê này hỏng mất, Phạm Di Tốn sống chết mặt bay. Câu B, hồi cảnh rừng gơ gớm của ta ơi, thế lữ nhớ rừng. Câu C, giao ôi có biết đâu rằng hung hăng hóng hách, láo chỉ tổ đêm thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế, thốt nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Tô Hồi, Giám Miền Thư Lưu Ký. Như vậy thì yêu cầu của bài tập số 1 là tìm các câu cảm thán. Vậy để nhận diện được các câu cảm thán trong từng bài tập, thì em nhớ lại kiến thức ở phần 2 lên mã, đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán. Thì các em rất là dễ dàng để nhận diện. Vậy thì chúng ta có các câu cảm thán như sau. Trong câu A có các câu cảm thán đó là than ôi, lo thay, nguy thay. Vì xét về mặt hình thức, các câu này đều có từ cảm thán, đó là than ôi, lo thay, nguy thay. Kết thúc câu đều là dấu chấm than. Về chức năng là thể hiện cái cảm xúc lo lắng của người dân vì sợ con đê vỡ ra làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Các em lưu ý ở trong câu A có các câu còn lại như sức người khó lòng địch nổi với sức trời, thế đê không sao cự lại thế nước. Mặc dù các câu này kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng xét về đặc điểm thì chúng ta thấy không có từ cảm thán và cũng không dùng để bộc lộ cảm xúc. Chính vì vậy nên hai câu văn này không phải là câu cảm thán. Trong câu B, câu cảm thán là câu hỡi cảnh rừng gơ gớm của ta ơi. Thì về mặt hình thức thì chúng ta thấy có từ cảm thán, đó là từ hỡi
và từ ơi kết thúc câu bằng dấu chấm than. Về chức năng là dùng để bộc lộ cảm xúc của hổ khi nhớ vào rừng. Câu C thì câu cảm thán là câu cha ơi có biết đâu rằng hung hăng phóng hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Về mặt hình thức thì chúng ta có từ cảm thán, đó là từ cha ơi. Mặc dù kết thúc câu là dấu chấm nhưng nó vẫn bộc lộ được cảm xúc của giới mèn, thể hiện sự ân hận về những hành động của mình. Như vậy qua bài tập số 1, chúng ta lưu ý là câu cảm thán thông thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng trong một số trường hợp vẫn có thể kết thúc bằng dấu chấm. Ví dụ như ở bài câu cầu khuyến thì chúng ta còn lại 4 bài tập từ sách giáo khoa trang 31 đến 33, các em tự làm lại trong vở bài tập của mình. Trong bài câu cảm thán thì còn lại bài số 2, số 3 và số 4, trang 44 và 45, tương tự các em cũng tự làm lại trong vở bài tập. Như vậy thì cô đã hướng dẫn các em những kiến thức trọng tâm của bài câu cầu khuyến và câu cảm thán. Để tiết học sau học tốt hơn thì các em chuẩn bị những yêu cầu như sau. Về phần bài cũ, nhất là các em học hai ghi nhớ sách giáo khoa thuộc về hai bài câu cầu khuyến và câu cảm thán, hoàn thành cho cô các bài tập như cô đã yêu cầu. Về phần bài mới, chuẩn bị bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Thì để học tốt bài này, các em soạn cho cô các ý. Thứ nhất là đọc văn bản Hồ Hồ Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Trong văn bản này, em tìm cho cô đối tượng được thuyết minh. Thứ hai, phân tích bố cục của bài văn thuyết minh và nhiệm vụ của từng phần trong bài văn thuyết minh này. Như vậy, tiết học hôm nay chúng ta đã kết thúc. Chúc các em học tốt và làm bài tốt.